Thưa quý vị, trong ngày 16 tháng 9, giới chức của Ấn Độ cho biết ít nhất đã có 9 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, sau khi một bức tường đổ sập do mưa lớn kéo dài tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc của đất nước này. Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 16 tháng 9 tại thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh. Bức tường bị sập vào thời điểm các nạn nhân và gia đình của họ đang ngủ. Tổng cộng có 9 người thiệt mạng khi được đưa đến đây, ngoài ra còn có 2 người khác bị thương đang được điều trị. Nhiều khu vực tại bang Uttar Pradesh ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong ngày 15 tháng 9, buộc giới chức phải ra lệnh đóng cửa nhiều trường học. Mưa lớn bất thường cũng gây ra tình trạng ngập úng ở một số khu vực của thành phố. Thống đốc bang Uttar Pradesh cho biết sẽ hỗ trợ 400.000 rupee một người cho mỗi nạn nhân thiệt mạng và 200.000 rupee một người cho mỗi nạn nhân bị thương trong thảm họa trên.